that's how we developed as footballers. That's how we got given a chance. Trưa 20 tháng 11, cựu danh thủ của Manchester United, Ryan Giggs đã có mặt tại thủ đô Hà Nội nhân dịp khánh thành cơ sở mới lò đào tạo bóng đá trẻ của PVF, nơi mà anh phụ trách công tác phát triển bóng đá trẻ của lò đào tạo này. Đi cùng với Giggs là người đồng đội một thời của anh tại Manchester United, Paul Scholes. Giggs sẽ đến tham quan cơ sở mới của Quỹ Đầu tư Tài năng và Phát triển Bóng đá trẻ Việt Nam PVF ở Văn Giang, Hưng Yên. Chiều cùng ngày, Giggs sẽ dự khán trận đấu giữa U15 PVF và U15 Stoke City trong khuôn khổ giải Tứ Hùng. Theo kế hoạch, mỗi năm Giggs sẽ đến Việt Nam 2-3 lần để lập kế hoạch chi tiết cho việc xây dựng bóng đá cấp cơ sở.